phục hỏa sư tối thượng, OMB thảm họa vĩnh viễn và cơ hội nhận full bộ M1014 chế tác. Chơi ngày thanh trần, nhận quà thân bân. Mọi người có nhu cầu mua hạt liên quân, hạt FIFA giá rẻ thì hãy đến ngay đến shop gaobet.com. Shop này do Gaobet đứng tên và chịu trách nhiệm hoàn toàn nha mọi người. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Kugelau Subscribe. Hôm nay mình sẽ quay đồ nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quay đó là Ska cổ đại, một khẩu Ska rất là ngon luôn. Đó là tốc độ bắn tăng 2, tầm xa tăng 1, độ chính xác bị giảm nhưng mà tốc độ bắn tăng 2 rất là ngon. Mình còn có 2461 kim cương à, cho nên mình sẽ quyết định đó là vào shop của các bạn để kiếm thêm kim cương nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đi kiếm thêm kim cương. Bây giờ mình sẽ vào shop gaobet.com nha mọi người. Hết tiền rồi. Ok, mình đã trở lại với shop gaobet.com. Ui, có gift code mọi người. Mà giảm khi mua ạc free fire, giảm 10%. Trời ơi, xịn xò thế nhô. Để xem thử. Ui, ạc quá trời ạc luôn mọi người. Được giảm giá nữa chứ mọi người. Được thế nhô. Hôm nay shop gaobet giảm giá ghê lắm. Để coi thử coi có cái gì mới không nhờ. Hòm kim cương 50k bình thường. Bingo Tết thiếu nhi 20k. Được thế. Vòng quay mùa hè cũng 50k luôn. Được cái 20k, cái này được rồi mọi người. Để xem còn cái... Ui, có lọc bài nữa hả? Lọc bài bao nhiêu tiền đây? 50.000 hả? Bài 50k hả? Để coi. Vòng quay kim cương 50k, được một cái 20k. Mình sẽ quyết định, chắc là mình sẽ quyết định đó là dùng 20k thôi mọi người. Mình nghèo lắm. Ui, mình quyết định là sẽ dùng bingo 20k thôi mọi người. Mình nghèo thật sự luôn á. Thế là một lần quay 20k. Được của lỗ. Khi ba ô trùng nhau thì sẽ trúng giải. Bingo quá mà, đơn giản. Để xem, chơi ngay. Ra đi. 5.000 kim cương. Được thế nhô. Xong kéo bè bữa nay giảm giá mà còn dễ ra đùa nữa. Đi rút kim cương. À quên nữa, có cái gift code mọi người. Gift code là Gaobet TV. Được bao nhiêu tiền ta? 8.000 đúng không mọi người? Ôi, được vừa lời thế nhá. Sao Gaobet bữa nay dễ ra đồ vậy? À hồi nãy còn có một cái đó là ặc free fire nè mọi người, mình quên. Mình sẽ được giảm giá 10%. Giá đây tháng 7, ok. Được giảm giá 10% luôn mọi người. Xịn xò combo liền. Trời ơi, được thế nhô. Ui, thôi đi rút kim cương thôi mọi người. 5.000 kim cương lần á mọi người. Ặc của mình đã có kim cương rồi. 7.211 kim cương luôn. Trời ơi, rút kim cương nhanh dữ thần luôn. Ok, bây giờ mình sẽ quay luôn nha mọi người. Ây da, mình có 14 vé quay miễn phí luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ quay... nhấp liên tục vào khẩu súng nha mọi người. TikTok đi mọi người, nhấp liên tục vào khẩu súng nha. Sau đó ít môi, mình vẫn luôn trung thành với trải nghiệm này. Có 20.000 chứ mà, nhưng mà mình cũng tiếc lắm mọi người. Tiếc kim cương á, tới 7.000 mấy kim cương luôn. Trời ơi, sao nó rung vậy ta? À ra 24 giờ hình như nó rung quá mọi người. Ít một đi, từ từ thôi mọi người, quay từ từ thôi. Tại vì mình giàu mà, có 20.000 chứ bao nhiêu, cả đống kim cương luôn. Ra đi mẹ, đừng có nói nó nghiệp quật nó trong vòng quay này chứ. Nó không ra được cái khẩu gì vĩnh viễn luôn mọi người, đầu xanh. Hình như có mấy cái khẩu xanh này mình chưa có luôn á. Linh hồn vũ trụ chưa có. Ra đi. Ui, có 24 giờ là nó rung đó nhờ. Có ra cho tôi không? Đậu xanh. Ngốc thế. Nó không ra được khẩu bệnh viện gì luôn á mọi người. Kỳ trời. Một lần.
sắm đi nhưng mà nó ra hồng xanh luôn. Ồ, sao ra vé đi này, ra vé đi này có rồi. Không có cưng. Vé ép đó tôi có rồi. Ra mấy cái cậu kia đi. Vũ trụ kia. Kỳ ta. Tất tất ta. 60 lúc kỳ luôn mọi người, không ra một cái gì luôn. Lạ đời vậy trời. Ra khẩu cổ đại này đi, tầm bắn tăng mà. Mình đi kiếm theo ví miễn phí xem ở chỗ nào còn ví miễn phí không mọi người. Ờ, trong shop đúng không? Trong shop có ví miễn phí không vợ? Ví miễn phí vũ khí, à quy đổi đúng không? Thẻ Free Fire đúng không? Đây chỉ có kim cương thôi. Xếp hạng không có luôn. Cái này không có luôn. À, ở đây có. Phát. Được có 10 vé à. Để mình qua đây mình nhấp thử vòng hay không ra mọi người, đi nhấp thử đi mọi người, đi nhấp dạo thì quay trở lại thì nó sẽ được đó mọi người. Mình sẽ đổi chủ đề. Tẩu sân á. Nó không ra rồi. Tất tất á. Gì kỳ vậy trời. 7.000 kim cương của tôi má ơi. Kỳ vậy. Mình sẽ nhấp hết 7 cái vé miễn phí này luôn nha mọi người. Để xem nó có ra hay không. Mình tiếc tiền quá à. Mặc dù 20.000 nhưng mà rất là tiếc luôn á. Trời ơi, 20.000 đó là 7.000 kim cương. Mình có thể là mua rất là nhiều thứ. Khẩu súng mắc nhất năm 20.000. Lừa đó. Trời ơi, không ra mọi người. Nghiệp quật trong game rồi. Nãy mình rõ ràng là mình hơn lắm mà ta. Sao giờ nó không ra vậy? Tất cả. Tất cả, sao nó không ra ta? Bụt thiệt á. Không ra trời. Trời ơi, vợ mất 20.000 á. Trong shop của anh vừa mất 20.000. Thử một cái thôi. Không có ra. Đó, mấy cái khẩu mà xanh xanh nó cũng không ra luôn anh. Sao kỳ hả? Nghiệp quật từ trong shop của anh ra tới ngoài này luôn. Đừng có nhấp nhanh. Nhấp từ từ thôi nha. Đừng. Nè, nhấp đi. Để vậy nó mới hồi hộp. Cũng được. Nhưng mà tốn tiền quá à. Mặc dù tốn có 20.000 thôi à. Mà tốn có 20.000 mà quay ra cài coi gì luôn á. 20.000. Được không anh? Cần vợ chị biết quý không? Sao kêu 700 con? Ok thì với 20.000 mình đã có khẩu súng rất là xịn rồi mọi người. Mình sẽ đi quảng cáo. Mọi người hãy muốn có khẩu súng này 20.000 thì hãy lên shop gamebag.com nha mọi người. Ủa đâu rồi? Ôi, khẩu súng của tôi. Được thế nhờ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Khẩu súng SK cỡ đại tăng 2 tốc độ bắn. Ôi, được đó. Ui, hợp với bộ đồ luôn. Con nhân vật mới này là mình mới nhận của Gardena mọi người. Mình nhận con nhân vật này để mình đi chơi ánh sáng chiến đấu với ga bạc bóng tối. Thì chiều nay mình sẽ đấu giải nha mọi người. Mọi người nhớ xem và ủng hộ cho cô Ngân nha mọi người. Hãy cổ vũ cho đội ánh sáng cô Ngân. Mình lật mặt mọi người. Lúc đầu là mình phe bóng tối, xong rồi mình lật mặt thằng ánh sáng. Thì ánh sáng luôn luôn chiến thắng bóng tối. Ok, thì clip của cô Ngân đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những clip và những buổi livestream tiếp theo. Nói chung là thử thách 20.000 được một khẩu súng thật là xịn sò là đây chứ đâu. Bye bye.